Điều chỉnh đơn giản, sử dụng dễ dàng, công suất lại rất phù hợp, có thể làm ấm trong khoảng từ 15 đến 20 mét vuông. Đó chính là chiếc máy sưởi gốm Rapido RCH2000D. Máy sưởi gốm Rapido có vẻ ngoài nhỏ nhắn, tiện lợi, màu sắc tinh tế, hoạt động được dựa trên nguyên lý sử dụng điện năng đốt nóng thành gốm và dùng nguyên lý đối lưu để tỏa nhiệt. Máy sưởi gốm Rapido RCH2000D được áp dụng công nghệ sưởi PTC Ceramic hoàn toàn giúp cho sản phẩm không hề gây khô da, bỏng da, không hề gây cháy nổ. Sử dụng tiện lợi với hai chế độ linh hoạt 1000W hoặc là 2000W. Ngoài ra, sản phẩm còn đa chức năng như là hẹn giờ tối đa tới 12 tiếng, tùy chỉnh nhiệt độ phù hợp, đảo chiều gió đi quanh phòng. Vừa có thể sử dụng trên bàn điều khiển, vừa có thể sử dụng bàn điều khiển từ xa. Hơn hết, chính là chiếc máy sưởi gốm nhà Rapido này có thể tiết kiệm lên tới 50% so với máy sưởi gốm thông thường. Và sản phẩm cũng được bảo hành đến tới 12 tháng. Nhanh tay đặt mua ngay!